Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã đến thăm chúc mừng năm mới Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng. Ông Basukin Evgeny, bí thư thứ ba phụ trách Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng, tiếp đoàn. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ phấn khởi tin tưởng trước mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam Liên bang Nga nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương Liên bang Nga nói riêng Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, hai bên sẽ có nhiều hoạt động xúc tiến kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, du khách. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh chúc ông Basukin, Ekeni và cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán năm mới sức khỏe thành công. Ông Basukin Evgeny, đại diện Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng, bày tỏ lòng cảm kích vì sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố đối với cơ quan tổng lãnh sự trong bối cảnh dịch bệnh, nhất là đã tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho cán bộ nhân viên ngoại giao và công dân Nga. Đồng thời hy vọng trong năm mới 2022, hai bên sẽ có điều kiện đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác lên tầm cao mới.